Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại. Nghị quyết 41 khẳng định quan điểm đội ngũ doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng an ninh. Theo đó, nghị quyết đã đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng gồm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, hoàn thiện chính sách pháp luật tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, ngang tầm mục tiêu nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân. Các bộ, ngành, địa phương kiện toàn lại bộ máy theo luật phòng thủ dân sự, Bộ Quốc phòng sớm xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật phòng thủ dân sự. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn diễn ra vào sáng nay. Dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử. Nhận định về tình hình thiên tai năm 2024, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng El Nino đang suy yếu, do đó khả năng xảy ra mưa lũ cục bộ vào cuối năm là rất lớn, diễn biến thiên tai sẽ tương tự năm 2020. Dự báo sẽ có từ 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có từ 5 đến 7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền, tập trung nhiều nhất vào tháng 10 và Trung Bộ là nơi chịu tác động nhiều nhất. Nam Bộ đỉnh lũ sẽ bằng với trung bình nhiều năm, tuy nhiên triều cường sẽ cao và diễn biến phức tạp. Riêng tỉnh Cà Mau dự đoán tình hình sóng lớn bất thường gây sạt lở bờ biển là rất cao. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương cho rằng để ứng phó với thiên tai cần kiện toàn bộ máy phòng thủ dân sự, đặc biệt là phải phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong phòng chống thiên tai, chủ động triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai. Các địa phương cũng kiến nghị Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí khắc phục công trình thiệt hại do thiên tai, xây dựng các khu tái định cư cho người dân trong tình huống phải di dời khẩn cấp. Về luật phòng thủ dân sự, tỉnh Cà Mau kiến nghị giữ lại quy định Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan thường trực phòng chống thiên tai, đồng thời mong muốn các bộ ngành địa phương tiếp tục góp ý cho Cà Mau trong việc xây dựng đề án phòng chống thiên tai đặc thù của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước kỳ mưa lũ để có kịch bản ứng phó phù hợp nhất. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia và địa phương nâng cao chất lượng dự báo, cung cấp thông tin chính xác nhất về tình hình thiên tai, đặc biệt cần kết nối học tập kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế để đưa ra những thông tin dự báo từ xa, từ sớm, giúp các bộ ngành địa phương chủ động trong phòng chống thiên tai. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo Học và Chính sách, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì buổi tọa đàm nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Cà Mau. Buổi tọa đàm là hoạt động khoa học thuộc chương trình của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về bảo vệ môi trường. Người cho rằng bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người. Cần bảo vệ, khai thác, sử dụng và tái tạo tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường và phòng chống thiên tai. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững của đất nước hiện nay. Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tỉnh Cà Mau, đòi hỏi chính quyền phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm và cần những giải pháp mang tính hệ thống.
Buổi tọa đàm được nghe ý kiến của các nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học để có căn cứ khoa học đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến mô hình phát triển bền vững. Chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì buổi làm việc trực tuyến với ba tỉnh Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử tham dự buổi làm việc. Trong 4 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau có một số kết quả nổi bật như tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng trên 6% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu đạt 378 triệu đô la, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2024, thu ngân sách đạt hơn 2.150 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Về kết cấu hạ tầng, đã hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 63 đoạn qua nội ô thành phố Cà Mau, đường bờ nam sông Đốc, Tắc Thủ, Dàm Đá Bạc, cầu sông Ông Đốc, tuyến trục Đông Tây. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử kiến nghị đề xuất Trung ương hỗ trợ tỉnh Cà Mau phát triển ngành năng lượng, kiến nghị đề xuất các phương án khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra, trong đó chú trọng hỗ trợ giải pháp kỹ thuật để khắc phục, quy hoạch bố trí lại sản xuất, bố trí lại dân cư, quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi một cách đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ đông xuân và hè thu năm 2023-2024 cho tỉnh Cà Mau. Dự kiến đầu tư 13 hệ thống thủy lợi, kinh phí thực hiện khoảng 521 tỷ đồng. Theo kết quả được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố vào hôm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2023 tỉnh Cà Mau xếp hạng thứ 22, tăng 36 bậc so với năm 2022. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng BCI năm 2023. Các vị trí tiếp theo trong top 10 của bảng xếp hạng BCI năm 2023 lần lượt là Long An, Hải Phòng, Bắc Giang, Đồng Tháp, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Hậu Giang và Phú Thọ. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, tỉnh Cà Mau cùng với các tỉnh Hải Dương, Bình Thuận, Ninh Bình, Tây Ninh, Đắk Nông, Tiền Giang và Thanh Hóa là những gương mặt mới so với năm 2022 và nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất trong BCI năm 2023. Thưa quý vị, sau thời gian hạn mặn gây gắt, những cơn mưa chuyển mùa đã xuất hiện trong những ngày qua, mang lại nhiều niềm vui cho người nông dân. Tranh thủ thời gian này, nông dân tiến hành làm đất, gieo hạt, bắt tay vào vụ sản xuất mới với kỳ vọng bội thu. Ghi nhận tại huyện Trần Văn Thời. Phơi đất trong mùa hạn, sau một vài cơn mưa, ông Phạm Văn Nhất đã gieo hạt rau màu. Khởi đầu vụ mới với những tín hiệu tích cực, rau đang phát triển tốt, ít sâu bệnh. Mùa hạn, nước trong các kênh mương đều khô cạn, ông Nhất phải bơm nước ngầm để tưới, khiến chi phí sản xuất tăng cao. Vào thời điểm này, nước trong các kênh mương vườn nhà đều dâng lên từ 5 đến 10 tấc. Vấn đề nước tưới cho qua màu không còn là nỗi lo. Mưa nắm mưa có nước thì mừng lắm, mà hổng gài thì thiếu nước tưới, mắc tưới nước một tên. Nước một tên thì chi phí mình nó cao hơn quá, nó cũng không được lợi không. Đây thì mình xới lên, đây mà mình tranh thủ mưa này, mình xới lên, mình xả, gãy gom nè, đừng cho nó dẻ đất. Mưa nó cũng lớn, mưa cũng 3 bữa, 4 bữa liên tục ạ. Thì đồ nó tốt lại. Đấy hả, dòng ngông má, với ngông găm, với đầu dây ngoài liếp mà. Trong phòng mình mừng, vui, có được á. Đồ tốt là lại cũng có bán đồ được giá. Sau hơn 4 tháng mùa khô gay gắt, mưa xuống là thời điểm thuận lợi để nông dân bắt đầu vụ mùa mới. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tuân thủ lịch thời vụ xuống giống lúa hè thu và rau màu được tiến hành khẩn trương ở các địa phương. Tại huyện Trần Văn Thời, nông dân đã xuống giống rau màu đạt 674 hectare ở các xã Khánh Lộc, Khánh Hưng, Trần Hợi và thị trấn Trần Văn Thời. Tới thời điểm này Trần Thời bà con cải được trên 25.000 hectare, còn khoảng hơn 3.000 hectare là đất nó khô nó cứng, bà con tranh thủ đợi những đám mưa đầu mùa, bà con sẽ tiến hành cày giòn rồi sau đó chuẩn bị cho cái vụ mùa hè thu năm 2024.
Mặc dù tình hình hạn hán xâm nhập mặn năm nay diễn ra khá gay gắt, nhưng với sự chủ động thực hiện nhiều giải pháp ứng phó, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại lớn trong sản xuất do hạn mặn, đặc biệt trên cây trồng cho thu nhập chủ lực của nông dân là lúa. Hiện nay thì cái tình hình sụt lún các cái tuyến lộ thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc là đưa các cơ giới vào để cải tạo đất. Tuy nhiên thì huyện cũng sẽ có cái chỉ đạo đối với các xã, rồi phòng chuyên môn thì cũng phối hợp với ủy ban nhân dân các xã để là làm sao tìm cái giải pháp đưa các cái phương tiện cơ giới vào để giúp cho bà con ta cải tạo đất được thuận lợi để tiến hành gieo xạ kịp thời vụ. Cái vụ màu hiện nay thì phòng nông nghiệp rồi kết hợp với trạm trồng trọt bảo vệ và của huyện cũng như là trạm khuyến nông huyện sẽ đồng hành cùng với bà con trong cái vụ mùa sản xuất, và cũng các trạm cùng với phòng nông nghiệp thì cũng thường xuyên đi kiểm tra rồi hướng dẫn bà con về kỹ thuật cũng như là có cái định hướng về phòng trừ sâu bệnh để giúp bà con sản xuất thắng lợi. Theo dự báo, mùa hạn năm nay ở Nam Bộ có thể kết thúc vào nửa cuối tháng 5 này. Diện tích sản xuất lúa rau màu trong vụ mới sẽ tăng lên. Nông dân cần tuân thủ đúng những khuyến cáo của ngành chuyên môn về lịch thời vụ để có một vụ mùa thắng lợi. Chiều hôm qua, Ban chỉ đạo Tết Quân dân tỉnh Cà Mau triển khai kế hoạch tổ chức Tết Quân dân tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Lê Thanh Triều chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, Tết Quân dân năm 2025 sẽ được tổ chức với chủ đề Đảng bộ huyện U Minh cùng nhân dân xã Khánh Thuận vui xuân đón Tết, chung sức xây dựng nông thôn mới. Thời gian tổ chức diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 1 năm 2025. Trong thời gian diễn ra Tết Quân dân sẽ có các chuỗi hoạt động như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, xây dựng sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội, nhà ở, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, tổ chức giao lưu văn nghệ, kết hợp thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức các trò chơi dân gian, hội thi gói bánh tét và làm bánh dân gian. Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5 diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đầm Dơi lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị chỉ đạo điểm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau. Nhiệm kỳ qua, các cơ sở hội đảm nhận thực hiện trên 150 công trình và hơn 10.000 phần việc thanh niên. Các công trình phần việc thu hút trên 15.000 lượt hội viên thanh niên tham gia, tổng trị giá các công trình phần việc trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Tại đại hội lần thứ 7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đầm Dơi đề ra trong nhiệm kỳ 2024-2029 xây dựng 5 công trình thanh niên, tập huấn 3 đợt về chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất chăn nuôi, tư vấn giới thiệu và đào tạo nghề cho 5.000 thanh niên, xây dựng 10 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, quy mô mỗi mô hình từ 15 triệu trở lên. Nhận hỗ trợ giúp đỡ ít nhất 100 thanh niên khuyết tật, yếu thế, thanh niên hoàn lương. Đại hội bầu ban chấp hành khóa mới gồm 35 thành viên, bầu anh Châu Văn Dĩ tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đầm Dơi, nhiệm kỳ 2024-2029. Với chủ đề đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết, tháng công nhân năm nay triển khai với mục tiêu tạo động lực khí thế mới, đưa nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 đi vào cuộc sống. Để tháng công nhân năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến đoàn viên người lao động. Tháng công nhân hàng năm là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên hỗ trợ về mặt tinh thần, vật chất, đồng thời nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cho đoàn viên người lao động. Hưởng ứng tháng công nhân năm nay, tỉnh Cà Mau tiếp tục tập trung các hoạt động thiết thực hướng đến đoàn viên người lao động, nhất là đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì tổ chức cái chuỗi hoạt động trong tháng công nhân. Thì trong đó là phối hợp với Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của tỉnh là tổ chức cái lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân.
rồi phối hợp với văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh là tổ chức cái hội nghị là đại biểu quốc hội tiếp xúc với cử tri là 100 công nhân lao động. Ngoài ra thì liên đoàn lao động tỉnh là tổ chức nhiều đoàn đến thăm, hỗ trợ động viên rồi tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các cái địa phương, ở các cái doanh nghiệp. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu quốc hội với công nhân lao động, bên cạnh giải đáp ghi nhận các ý kiến phản ánh của công nhân lao động, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và liên đoàn lao động tỉnh còn trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà 1 triệu đồng tiền mặt cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đồng hành chăm lo sức khỏe của công nhân người lao động, liên đoàn lao động tỉnh đã phối hợp với phòng khám đa khoa Thành Lợi tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 100 nữ đoàn viên lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động khám, tầm soát bệnh, giúp lao động nữ nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, có một sức khỏe tốt để thi đua lao động sản xuất hiệu quả. Rất là thiết thực luôn á, rất phấn khởi để mình đi khám bệnh để những cái mình biết được cái sức khỏe của mình như thế nào. Để ví dụ như có bệnh thì mình kịp thời để chữa trị. Trong cái tháng công nhân này thì cũng kết hợp với liên đoàn lao động thì cũng làm một cái an sinh xã hội để cho chị em nữ công nhân chăm sóc sức khỏe cho nó tốt hơn, tư vấn cho bà con để hiểu thêm về cái sức khỏe mình nên đi khám định kỳ. Đặc biệt là phụ nữ mình thì phải tầm soát thường niên, thì ít nhất là không có thời gian thì mình cũng phải một năm mình phải tầm soát một lần, là cái đó là ít nhất, chứ thường thì cũng phải 6 tháng. Mặc dù còn có những khó khăn, song bằng nguồn tài chính công đoàn và nguồn hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp, trong tháng công nhân, các cấp công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhà máy ấm công đoàn cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh tật. Qua đó, góp phần động viên tinh thần, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động an tâm làm việc. Thì tôi làm ở đây được gần 2 năm, làm tấm bột. Thì được nhận được cái phần quà đó là tụi em rất là vui và sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để góp phần cho công ty mình ngày một đi lên hơn. Với phương châm mỗi công đoàn cơ sở là một cái hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, thì công đoàn các cấp là tổ chức thăm hỏi rồi động viên, hỗ trợ tặng quà, rồi trao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số quà là 600 phần quà với tổng số tiền gần 400 triệu đồng và trao 37 căn nhà máy ấm công đoàn với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Qua hoạt động tháng công nhân thì đã phát huy thêm cái vai trò của công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh, tạo sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Cùng với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, người lao động, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên, người lao động, đồng thời nâng cao nhận thức người lao động về chấp hành và am hiểu về an toàn vệ sinh lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình lao động sản xuất. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đến hỗ trợ kinh phí mua bồn chứa nước sinh hoạt cho người dân vùng bị hạn mặn của tỉnh Cà Mau. Theo đó, tỉnh Tây Ninh đã trao tặng 500 triệu đồng mua 500 bồn chứa nước sinh hoạt. Mỗi bồn có thể tích 1.000 lít cho các hộ gia đình nghèo, hộ khó khăn ở các xã bị ảnh hưởng bởi hạn mặn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Việc trao tặng bồn chứa nước sẽ giúp bà con có dụng cụ tích trữ, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trong mùa hạn hán và xâm nhập mặn. Hoạt động này cũng thể hiện tình đoàn kết giữa hai tỉnh Cà Mau, Tây Ninh trong thời gian qua. Cũng trong sáng nay, huyện Ngọc Hiển tổ chức bàn giao 9 căn nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Ân Tây. Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích trên 40m², chi phí xây dựng trên 120 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tài trợ mỗi căn 80 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình, người thân góp thêm để căn nhà được khang trang hơn. Đây là 9 căn nhà nằm trong số 1.200 căn nhà ở sẽ được các đơn vị tài trợ xây dựng trên địa bàn huyện Ngọc Hiển trong giai đoạn 2023-2025 để hỗ trợ huyện Ngọc Hiển thực hiện đạt mục tiêu huyện nông thôn mới. Sáng nay, Hội chữ thập đỏ huyện Phú Tân tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2024.
Tháng nhân đạo năm nay bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương, nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Tại lễ phát động, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Cà Mau trao sinh kế cho 5 hộ khó khăn ở xã Diệt Thắng, trị giá mỗi sinh kế 5 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phú Tân vận động hỗ trợ 3 cây cầu giao thông nông thôn và 3 căn nhà đại đoàn kết, tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.